xem ngày tốt tháng 11 âm lịch tốt mọi việc, khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát thương. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy lục Tài. Lần đầu tiên thay mặt 30 tập chương trình kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và vạn sự hanh thông. Trong thời gian này là lúc mọi người đang cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt những mục tiêu còn đang dang dở của năm. Vậy nên việc lựa chọn ra được thời điểm tốt để thực hiện mọi việc được hanh thông thuận lợi vào thời điểm này là điều mà ai cũng mong muốn. Trong video ngày hôm nay Phong Thủy lục Tài sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch giúp quý vị tìm ra được những ngày đáng các can tỷ thực hiện những công việc như nhập trạch, khai trương, cưới hỏi, lập bàn thờ, bốc lại bát hương và những công việc khác hàng ngày. Kiến thức này được thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt hoan hỉ trợ duyên lựa chọn ra. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà phong thủy lộc tài sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Tháng 11 âm lịch của năm Quý Mão 2023 bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 dương lịch đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng Giáp Tý, có 3 tiết khí là Đại Tuyết, Đông Chí và Tiểu Hàn. Trước khi lựa chọn ra những ngày tốt trong tháng để làm việc trọng đại, đầu tiên ban biên tập chương trình xin đưa ra danh sách những ngày xấu nhất định quý vị cần phải tránh trong tháng 11 âm lịch. Ngày xấu thứ nhất cần phải tránh là ngày sát chủ, trong tháng 11 âm lịch của năm Quý Mão 2023, ngày sát chủ là những ngày dần, bao gồm những ngày mùng 10 Giáp dần, 22 Bính dần. Ngày xấu thứ hai cần loại bỏ là ngày Thọ tử, trong tháng 11 âm lịch, ngày Thọ tử là những ngày 11 Ất Mão, 23 Đinh Mão. Ngày xấu thứ ba cần kiêng kỵ là ngày Nguyệt phá, đó là những ngày mùng 2 Bính Ngọ, 14 Mậu Ngọ và 26 Canh Ngọ. Ngày xấu thứ tư cần tránh là ngày thiên địa chuyển sát, đó là ngày mùng 8 nhâm tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh đó là ngày tam nương, bao gồm những ngày mùng 3 đinh mùi, mùng 7 tân hợi, 13 đinh tỵ, 18 nhâm tuất, 22 bính dần và 27 tân mùi. Ngày xấu thứ 6 cần loại bỏ là ngày nguyệt kỵ, gồm những ngày mùng 5 kỷ dậu, 14 mậu ngọ, 23 đinh mão. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày con nước, trong tháng 11 âm lịch Ngày con nước là ngày 9 Quý Sửu và 23 Đinh Mão. Ngày xấu thứ 8 cần tránh là ngày Dương Công Kỵ, đó là ngày 21 Ất Sửu. Trên đây là những ngày xấu trong tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, gia chủ nên tránh khởi đầu bất kỳ việc gì trong những ngày này. Tiếp theo là những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023. Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão. Đây là ngày nguyên vũ hắc đạo, trực chất, kỵ với những người tuổi kỷ hợi, tân hợi, hợp với những người tuổi thân, sửu, dậu, hướng xuất hành, đi hướng tây bắc đón hỷ thần, đi hướng đông nam đón tài thần, tránh hướng lên trời gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, đinh sửu từ 1 đến 3 giờ, canh thìn từ 7 đến 9 giờ, nhâm ngọ từ 11 đến 13 giờ, Quý Mùi từ 13 đến 15 giờ, Bính Tuất từ 19 đến 21 giờ, Đinh Hợi từ 21 đến 23 giờ. Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày Mậu Thân, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão. Đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo trực thành, kỵ với những người tuổi Nhâm Dần, Giáp Dần, hợp với những người tuổi Tỵ, Tý, Thìn, hướng xuất hành đi hướng đông nam đón hỷ thần, đi hướng chính nam đón tài thần, tránh hướng lên trời gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, nhâm tý từ 23 đến 1 giờ, quý sửu từ 1 đến 3 giờ, bính thìn từ 7 đến 9 giờ, đinh tỵ từ 9 đến 11 giờ, kỷ mùi từ 13 đến 15 giờ, nhâm tuất từ 19 đến 21 giờ. Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày canh thân, tháng giáp tý, năm quý mão. Đây là ngày thanh long hoàng đạo, trực thành. Kỵ những người tuổi, giáp dần, mậu dần, hợp với những người tuổi tỵ, tý, thìn. Hướng xuất hành, đi hướng tây bắc đón hỷ thần, đi hướng tây nam đón tài thần, tránh hướng đông nam gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, bính tý từ 23 đến 1 giờ, đinh sửu từ 1 đến 3 giờ canh thìn từ 7 đến 9 giờ, tân tị từ 9 đến 11 giờ, quý mùi từ 13 đến 15 giờ, bính tuất từ 19 đến 21 giờ. Thứ 6, ngày 29 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày Tân Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão. Đây là ngày Minh Đường Hoàng đạo, trực Thu, kỵ những người tuổi Ất Mão, Kỷ Mão, hợp những người tuổi Thìn, Sửu, Tỵ, hướng xuất hành đi hướng Tây Nam đón hỷ thần, đi hướng Tây Nam đón tài thần, tránh hướng Đông Nam gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, mậu tí từ 23 đến 1 giờ, canh dần từ 3 đến 5 giờ, tân mão từ 5 đến 7 giờ, giáp ngọ từ 11 đến 13 giờ, ất mùi từ 13 đến 15 giờ, đinh dậu từ 17 đến 19 giờ. Thứ hai, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 11 năm 2023 âm lịch tức ngày giáp tý, tháng giáp tý, năm quý mão. Đây là ngày kim quỹ hoàng đạo, trực kiến, kỵ với những người tuổi mậu ngọ, nhâm ngọ, hợp với những người tuổi sửu, thìn, thân. Hướng xuất hành, đi hướng đông bắc đón hỷ thần, đi hướng đông nam đón tài thần, tránh hướng đông nam gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, giáp tý từ 23 đến 1 giờ, ất sửu từ 1 đến 3 giờ, đinh mão từ 5 đến 7 giờ, canh ngọ từ 11 đến 13 giờ. Nhâm thân từ 15 đến 17 giờ, Quý Dậu từ 17 đến 19 giờ. Thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày kỷ tỵ, tháng giáp tý, năm Quý Mão. Đây là ngày nguyên vũ hắc đạo, trực định, kỵ với những người tuổi Quý Hợi, Đinh Hợi, hợp với những người tuổi Thân, Sửu, Dậu, hướng xuất hành, đi hướng đông bắc đón hỷ thần, đi hướng chính nam đón tài thần, Giờ tốt trong ngày, ất sửu từ 1 đến 3 giờ, mậu thìn từ 7 đến 9 giờ, canh ngọ từ 11 đến 13 giờ, tân mùi từ 13 đến 15 giờ, giáp tuất từ 19 đến 21 giờ, ất hợi từ 21 đến 23 giờ. Thứ ba, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày nhâm thân, tháng giáp tý, năm quý mão. Đây là ngày thanh long hoàng đạo, trực nguy, kỵ với những người tuổi bính dần canh dần hợp với những người tuổi tỵ ý thìn hướng xuất hành đi hướng chính nam đón hỷ thần đi hướng chính tây đón tài thần tránh hướng tây nam gặp hạc thần giờ tốt trong ngày canh tý từ 23 đến 1 giờ tân sửu từ 1 đến 3 giờ giáp thìn từ 7 đến 9 giờ ất tỵ từ 9 đến 11 giờ đinh mùi từ 13 đến 15 giờ canh tuất từ 19 đến 21 giờ thứ tư ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 29 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày Quý Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão. Đây là ngày minh đường hoàng đạo, trực thành, kỵ những người tuổi Đinh Mão, Tân Mão, hợp với những người tuổi Thìn, Sửu, Tỵ, hướng xuất hành, đi hướng đông nam đón hỷ thần, đi hướng chính tây đón tài thần, tránh hướng tây nam gặp hạc thần. Giờ tốt trong ngày, nhâm tý từ 23 đến 1 giờ, Giáp dần từ 3 đến 5 giờ. Ất mão từ 5 đến 7 giờ. Mậu ngọ từ 11 đến 13 giờ. Kỷ mùi từ 13 đến 15 giờ. Tân dậu từ 17 đến 19 giờ. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động chọn được những ngày tốt để tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở ô bình luận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.